Hả? Thôi thôi coi anh coi không đi qua đi không thôi. Không 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 đi làm bên không 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 mày bấm lên cho nó nhanh. Đây 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 hả? Đây đây nè, con đây đi. Không mà. Không cái tướng em đi nè, con tướng. Này cái này dễ thương vậy đó. Đây 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 đây. Chơi đi. Đứng bên này em giúp cho chị Phạm, giúp cho chị Phạm. Đây, chị Phạm luôn. Nghe ngồi lên, nghe ngồi lên. Đây, đây. Sao đứng vô? Cho ngồi đây đi. Ngồi xuống đây anh. Vâng. Rồi đẹp quá. Hai. Không chẳng ớt. Cầm dép vô vô xe dơ nữa. Đây giờ cái thế giới này của mình chồng đó. Và thế giới của mình quá. Cái vườn ớt, cây ớt. Mỗi lần mùa hè vườn cây này nó đẻ lắm. Người ta trồng mình tới mình hái nó sướng cái tay gì đó. Chắc đúng vậy. Cứ cứ khen ấy là chủ nhà họ vui vẻ à. Dạ, cái vụ cho 24 ha. Anh ta hỏi cái vụ trời quá ớt cho nó mà trời chưa lạnh quá. Ở đây sẵn 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 tiền rồi. Bên bên Mỹ anh ở xứ nóng nó trồng được nhiều mà. Em thấy bên đó trồng được nhiều thứ phải không? Em thấy mấy người ở bên đó trồng trồng ổi ra. Hay ớt vậy chứ anh biết là mỗi trời chứ. Để Văn 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 nó làm lạc tương ớt chứ hả? Không thôi chị ơi, không, em một làm cái sợ nhiều lắm, nó làm cho canh ở bể này. Này ăn với vài bữa nữa cái nó rụm không đưa vô là nó hư hết. Cái này ta héo chưa? Mình lạnh xuống nó chết chưa? Còn lạng lạng nó kiếp con. Ham vui. Ham vui. Bà con ơi, dạy hư rồi, dạy chứ. Thôi vô. Đây, đây gặp cái ớt đi làm luôn. Nói cái nửa đoạn à. Trời ngược gì mà kỹ ghê, thương đâu dày sợ mòn nè. Nó đẹp sợ mòn dày. Chắc đi được. Trời ơi, đỡ thương quá. Wow, lắc nữa. Wow, mùa màu vàng. Mùa màu vàng đẹp quá. Mùa màu vàng đẹp quá. Thôi hết rồi, hết giờ rồi. Hết giờ rồi, giờ hái hết luôn. Hôm nay mà này. Ồ anh quay phim. Ồ. Dáng em gầy gầy.